chào quý khách. Thì tôi là Huyền đến từ công ty Mỹ Nghệ Việt. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý khách một trong số 5 các cái sản phẩm mà Mỹ Nghệ Việt đang cung cấp. Đây là các cái tàu thuyền mô hình mà tôi sẽ giới thiệu. Mẫu trên tay tôi đang có là 4 mẫu sản phẩm chính của Mỹ Nghệ Việt. Mẫu thứ nhất đó là các cái dòng tàu thuyền về mô hình buôn bán. Dòng thứ hai nữa là dòng thuyền cổ. Thời ngày xưa thì các vua chúa hay đi dùng để đi chơi. Dòng này thì nó đặc biệt so với tất cả các dòng khác, đó là tất cả các cái cánh buồm thì nó đều bằng gỗ. Và gỗ thì chúng tôi có hai dòng gỗ chính của dòng này, tức là dòng mình đang cầm đây là dòng gỗ cẩm lai, và kế đến có dòng gỗ hương. Và các cái mô hình lớn hơn nữa thì mình sẽ sử dụng đó là các cái dòng gỗ mà của gỗ chạc. Kế đến đây là các cái sản phẩm mà về du thuyền, các bạn có thể nhìn thấy ha, mẫu rất là đẹp. Đây là các cái kích thước nhỏ, ngoài ra quý du khách có thể lấy các cái kích thước lớn đều có. Kế đến đó là các sản phẩm này, sản phẩm về thuyền chiến, các dòng thuyền chiến như là Napoleon hoặc là Di Lăng hoặc là các cái dòng Sovereign ở bờ sea chúng tôi đều có hết. Kế đến về doanh nghiệp thì chúng ta có thể in ấn logo lên trên đây được ha. Mình có thể dùng đề can hoặc là các cái miếng mà giống như là miếng đồng để mình khắc logo thương hiệu của mình lên đây để tặng cho các cái quý khách hàng hoặc là các nhân viên để trưng bày trong văn phòng đều được. Các cái sản phẩm này cũng vậy. Thì sau khi mình in ấn xong thì mình sẽ để vào đây. Thì chúng tôi có cung cấp rất là nhiều các mẫu mã, nếu mà ví dụ như các anh chị khi mà cần thì cứ liên hệ qua số hotline của chúng tôi, đó là 0903 309989, để chúng tôi sẽ tư vấn cũng như là gửi các hình ảnh mà chúng tôi đã từng làm rồi qua cho quý anh chị xem thêm. Rồi, tôi xin cảm ơn.